Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, thủy khí sung thần ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni. Nam thủ nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật Nhật tăng huy, nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng sờ sờ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Vô Lượng
nghiêm chỉnh trước sau. Đêm ngày dưỡng
dục sáng so bằng vàng ngọc nên ta nhơn thịnh bóc đầu lần Sơn
hoa phép màu lâm liệt thần cơ tụ long bảo làm tám cơ mới ban ra bốn phương hội họp
bắp béo vô nghe dưới kè cả đôi đúng đắn đôi đi bao xa sớm từ nhà đùa thương đồng lại dán về đây trên hàng xóm quân sức người
quả sâm nên người đi tấp lập mà đôi bên ra vào ngự ngôi cao sâu rồ nét mặt chiếc gậy xót chú dựng phía sau là chầu xem bói quả đau.
lộc tài chúa mới ban ra, bốn phương hội họp thì đã tàng này ban cho tiên tôn lùa dày bẩm lộc cho lắm về đây càng nhiều ban cho dài nhất sang nhiều
chúc Nguyên Ly rằng đệ tử chưa no có căn có số thì ra trình đồng nghề tam đầu kiểu vĩ thiền dòng ý thank you.
xuyên phát các quan y tả cơ hữu đội đương ban đi đáo đàn quân thường quân bộ hai hàng chân áo chân khăn ông về chân áo chân khăn đồ cho đi thử muôn vàn tốt tươi đồ cho họ trần bình an họ trần bình an đồ cho họ trần bình an là cửa nhà phú quý khang linh thọ trường đồ cho vẹn cả đôi đường trần bình nhân đồng ông về trần bình nhân đồng mà khuôn phú đệ tử buôn vàn tốt tươi đồ cho phúc lộc đề đàn nhân ý cư nhà nữ hai vàng
tuần vui kiểm đi xác khắp miền chân thiên ý. Thank you.
trông cầm cánh nghe, trông cầm cánh ca trương phát ánh vòi. Nốt son vàng nghỉ, nốt son vàng chìm đôi sương man. Chiều đình văn có ba quan, sai nên đón rước để tăng quan trông.
quy truyền văn đa quan lê tả văn yêu võ lương ban đào đàn quân thủy quân bộ hai hà trừng mã đàn duyên lung quy trừng mã đàn duyên cuồng phù đệ tử muôn vạn tốt tươi độ cho hai họ bình an thương lại văn sơ dâng lên quyền quan tấu đôi xếp biên dành dành phê cho đệ tử thường sinh có là sứ trần gian khó na sơ hồng mà để trước công đồng Phật thánh trước minh độ cho nhị thị trường sinh họ nguyễn họ trần dân sớ lên trình quyền ông tâu đôi chép biên rõ ràng độ cho hai họ đình
tiên tổ đời sau giữ
sống ở trên đời có nhục mới có vinh. Chữ chung chữ yêu ơi chữ tình, con xin quan lớn phận mình cho tỏ tường. Chữ chung với nước là hôn, chữ hiếu giữ tròn thì tình thương không phai. Thương nhà hiếu phúc quan thử lòng người, ông ấy thử lòng người trong lúc lạnh thân. Tháng hai vừa tiếp chung tuần, ông là trưởng lão sắc lan vòng im chi tam giới.
tung tung nổi dân phong vân nghe ngự đầu đầu bang sâu giúp dân quan chủ nguyện ngài chẳng sáng ban đền độ cho họ
duyên được ngọc tiền đình hoa. Bày nguyện phúc đằng hà xa, bao nhiêu hàng ách thì tổng xa bên ngoài. Hà xa quan độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa xa. Con xin nguyện, con xin nguyện giữ lòng trong sáng, sáng luôn quang. Trên ngàn người xa hồi bụng,
vòng nhật nguyệt đêm nay soi tỏ chúa tháp đờ tiên nữ giáng sinh. Thank you.
số đã muốn xuôi xuôi ngược thuyền về đâu.
đi dưng đi thùa xuống bắc hà, xuống bắc hà có cả người giao đi xuân sang đón khách em đào đi lên phố sơn ca cổ tiếng nhạc rừng vàng bên bờ suối xuê cho má hồng tươi, xuê cho má hồng tươi, dốc 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 ngỡ bên sườn núi yên sau đèo đường đèo ta, dốc 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 bên sườn núi sau đèo đường yeah.